X88 Nhà Đất Hải Phòng xin kính chào quý khách. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Quý khách đang được chiêm ngưỡng căn nhà tọa lạc tại Đông Trung Hành và đang được giao bán với giá 2 tỷ 550 triệu, sổ đỏ chính chủ. Căn nhà có diện tích 56m², 3 tầng, nằm trong lô góc 3 mặt thoáng mát, hướng đông tứ trạch. Nhà nằm độc lập, đầy đủ công năng nội thất hiện đại. Hệ thống chiếu sáng đẹp, phòng khách và phòng bếp thông nhau. Không gian phòng bếp rộng, đã có sẵn kệ bếp mới đẹp. Ngõ trước nhà rộng, ô tô đỗ tận cửa. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Đi lên khu vực các tầng phía trên được chia ra thành các phòng ngủ và nhà vệ sinh khép kín. Cầu thang đi lên được xây bằng gạch tối màu với thành gỗ sáng bắt mắt. Mỗi phòng ngủ đều có trang bị đầy đủ đáp ứng mọi nhu cầu cho người sử dụng. Sàn nhà phòng ngủ được lát đá màu nâu giả gỗ đẹp, nhà vệ sinh ốp đá hoa sáng bóng, có sẵn bình nóng lạnh, vòi hoa sen. Chỉ với 2 tỷ 550 triệu đồng là quý khách đã có thể sở hữu căn nhà với diện tích 56m², 3 tầng. Hãy nhanh tay nhấc điện thoại lên để liên hệ. Quý khách đang được nghe thông tin từ kênh YouTube của X88 Nhà Đất Hải Phòng và hệ thống Facebook, Zalo Nhà Đất. Xin chân thành cảm ơn.